Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Vũ Audio. Và trên tay mình đây là một chiếc tai nghe True Wireless với tên gọi là Fuse T1 Pro. Và nếu như bạn biết thì trước đây chúng ta đã có một chiếc tai nghe khác là Fuse T1 XS rồi. Chiếc tai nghe đấy thì chúng ta cũng có một phần ngoại hình tương tự như là chiếc tai nghe này. Nhưng mà riêng đối với phiên bản Fuse T1 Pro này thì chúng ta sẽ có một phần công nghệ bên trong rất đáng giá, cụ thể hơn các bạn thấy luôn. Trên này chúng ta sẽ có cái dòng chữ là Bluetooth version 5.2, một cái chuẩn kết nối không dây rất là mới. Và bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có công nghệ chống ồn chủ động là ANC, cũng như là công nghệ khử tiếng ồn ENC, một cái thứ mà rất là đáng giá dành cho một chiếc tai nghe True Wireless mức giá là chưa tới 2 triệu đồng. Và chính xác hơn thì theo như thời điểm hiện tại mình làm video này thì nó sẽ có mức giá là 1.750.000 ở cửa hàng của Sơn Vũ Audio. Và nếu như bạn đang quan tâm về chiếc tai nghe này thì đừng quên là truy cập ngay vào tainghe.com.vn, và mình cũng để sẵn cho các bạn một đường link mua hàng ở ngay phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Và rồi quay trở lại với chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên là về phần vỏ hộp của nó thì rất đơn giản thôi các bạn thấy luôn này, bằng giấy rất là cứng cáp. Mặt trước sẽ có một chiếc tai nghe dòng chữ là Fuse T1 Pro. Còn phía mặt sau này thì chúng ta sẽ có rất nhiều phần thông số kỹ thuật cũng như là bên cạnh này nữa. Cái này thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết hơn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra luôn. Thì đây, mở hộp ra thì chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe màu đen đặt bên trong rất là ngay ngắn như thế này, và sẽ có dòng chữ là Fuse màu đen rất là nam tính và cũng như là rất là sang trọng phải không? Ngoài ra thì mình sẽ nói về những phụ kiện thì dưới này. Chúng ta sẽ có đây một cái sấp giấy, chính xác hơn đấy là rất nhiều phần sấp giấy hướng dẫn sử dụng như đây các bạn thấy luôn, cũng như là chúng ta sẽ có một vài cái phần gọi là hướng dẫn nhanh để các bạn có thể đeo tai nghe đúng cách này, chọn cho mình một cái phần tiếp tai nghe phù hợp. Còn về phần sấp giấy màu trắng này thì phía trong này thì chúng ta sẽ có rất nhiều hướng dẫn sử dụng khác nhau, ví dụ như là chúng ta sẽ có những hướng dẫn ví dụ như là đây kích hoạt chế độ pairing, cũng như là những cái phần thao tác kích hoạt trợ lý ảo, hay là các bạn có thể đấy là kích hoạt chế độ chống ồn ở trên tai nghe này, tạm dừng phát nhạc chẳng hạn. Đây được viết tất cả đầy đủ trong này nhá. Còn lại với những phần phụ kiện tặng kèm thì đây chúng ta sẽ có rất nhiều phần phụ kiện, và các bạn thấy luôn này, chúng ta sẽ có một sợi cáp sạc và đặt rất là ngay ngắn luôn. Hiếm thấy rằng là một cái tai nghe nào khác trong mức giá khoảng tầm đấy là dưới 2 triệu đồng nhưng mà chúng ta kiểu được tặng kèm một cái phần gọi là sợi cáp nó chắc chắn như này. Đây, cụ thể nó như nào các bạn thấy luôn. Một cái sợi cáp tai xì nhá, màu đen, và chúng ta sẽ được làm hoàn thiện rất là tốt, không có bất kỳ một cái phần gọi là nhựa thừa, cao su thừa nào xảy ra. Ngoài ra về những phần gọi là tiếp tai nghe thì phần tai nghe này chúng ta sẽ có rất nhiều phần tiếp tai nghe khác nhau, ví dụ như đây, 1, 2 và 3 cặp tiếp tai nghe cộng thêm một cặp tiếp sẵn ở trên này nữa. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có lên tới là 4 cặp tiếp tai nghe và ba cái phần vòng đeo cao su như này, những cái phần e-hook. Và rồi ở trên Fuse T1 Pro này thì chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên là về phần thiết kế đi. Cái thứ mình thấy muốn nhận xét nhất đấy là chúng ta sẽ có một thiết kế rất là nhỏ gọn, cụ thể hơn các bạn thấy luôn. Khi mình đặt trên tay như này thì mình có thể cầm nó trong lòng bàn tay luôn, và mình nghĩ rằng là với một kích thước như này thì các bạn có thể dễ dàng nhét nó vào trong túi quần nhé. Tại vì toàn bộ phần thân này, thân hộp này cũng như là phần tai nghe này thì chúng ta sẽ được hoàn thiện bằng nhựa nên là trọng lượng của nó cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Còn lại với những phần khác thì ở đây mặt trước sẽ là một cái phần đèn LED, trên này thì chúng ta sẽ có phủ một cái lớp gọi là nhựa bóng. Phần thân xung quanh thì chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa là nhựa nhám nhé, nên là các bạn sẽ không cần phải lo kiểu hiện tượng kiểu như là xước răm hay là hiện tượng kiểu như là bám mồ hôi tay đâu, mà sau này sẽ là cổng sạc Type-C. Và về cái phần bản lề này thì đây các bạn thấy luôn, cái độ hít tức là cái phần nam châm này đóng vào mình cảm nhận là nó sẽ có bụi hút rất là tốt, không có hiện tượng là kiểu lỏng lẻo nó đâu. Tuy nhiên thì khi mà mình lắp cái phần bản lề ấy, thì nó sẽ có một cái phần gọi là nó kiểu chưa được chắc chắn cho lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng là với mức giá như này thì mình sẽ không cần phải đòi quá nhiều đâu. Ngoài ra là về những phần tai nghe thì đây chúng ta cũng có một cái phần gọi là nam châm hít, đây trong này sẽ có những phần chấu sạc mạ vàng. Phần tai nghe này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế, một cái phần ngoại hình, và mình tin rằng các bạn sẽ liên tưởng ngay tới cái chiếc tai nghe đấy là Fuse T1XS trước đây, một cái chiếc tai nghe mà đã từng ra mắt rất là lâu rồi. Còn lại với cái tai nghe này thì chúng ta sẽ có một thiết kế mà mình cảm giác rằng là nó sẽ có một cái độ cao cấp tốt hơn. Khi mà các bạn thấy luôn này, mặt này thì chúng ta sẽ có những cái bề mặt kiểu là làm bằng kính, và nó sẽ có cái dòng chữ là Fuse đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Còn lại về phần trong này thì chúng ta cũng có một phần ống âm, nó sẽ kiểu hơi ngắn một chút, nhưng mà thực tế mình trải nghiệm mình đeo vào ấy, thì nó cũng có mang lại cho mình một cảm giác là kiểu đeo rất là bám tai nhé. Và mình nghĩ rằng là các bạn muốn có một cảm giác đeo bám tai tốt nhất ấy, thì các bạn nên chọn cho mình những cái phần e-hook như này, hay là những cái phần tiếp tai nghe này để có thể dễ dàng phù hợp hơn với cái phần ống tai của mình, với phần khuôn tai của mình. Còn lại với những phần khác thì đây, trên này sẽ có một cái phần đèn LED thông báo để hiển thị cái trạng thái pin này, cũng như là trạng thái kết nối, trạng thái pairing ở trên tai nghe này. Còn để nhận xét về chất lượng gia công thì mình có thể nói rằng với mức giá khoảng tầm đấy là 1.750.000, chính xác là vậy đi, thì mình thấy rằng là cái tai nghe này sẽ có mức độ hoàn thiện rất là tốt. Từ phần tai nghe này thì mình soi tất cả những phần xung quanh này mình tháo ra nhé, các bạn thấy luôn, không có bất kỳ một cái phần gọi là nhựa thừa, một cái phần ba via nào xảy ra. Còn lại về những cái phần đây, những phần ống dẫn âm, những cái phần chấu xa thì cũng được hoàn thiện rất là tốt, không có hiện tượng là cong vênh nào. Những cái bề mặt trên này
này chúng ta sẽ được hoàn thiện rất là tốt, không có bất kỳ một cái phần gọi là cong vênh nào. Khi mà cái bề mặt tiếp xúc này là bề mặt giữa kính và nhựa thì nó sẽ thường hay kiểu gặp phải hiện tượng là cong vênh ở trên những cái chiếc tai nghe trục lắc tầm trung như này thì rất là gặp phải luôn. Nhưng mà tai nghe này thì không, nó được hoàn thiện rất là tốt. Tuy nhiên thì như mình nói vừa rồi, cái phần hộp sạc này thì nó sẽ được làm bằng nhựa và nó sẽ có một phần bản lề mà mình thấy rằng nó kiểu chưa được chắc chắn cho lắm. Thì về phần này thì mình nghĩ rằng là cũng tùy bạn thôi, nếu như là kiểu bạn không quá khó tính thì các bạn có thể bỏ qua vấn đề này. Còn lại về những phần công nghệ, những phần tính năng được trang bị ở trên Fuse T1 Pro thì sao? Chiếc tai nghe này thì nó sẽ được trang bị cho kết nối không dây là Bluetooth version 5.2 mới nhất. Nó sẽ mang tới chúng ta một trải nghiệm kết nối không dây ổn định hơn, mượt mà hơn. Ngoài ra thì thời lượng pin của nó cũng tốt hơn. Và về thời lượng pin thì Fuse T1 Pro thì sẽ có thời lượng pin lên tới là 6 tiếng ở chế độ chống ồn, 7 tiếng ở chế độ thường. Đây là một thời lượng pin mà mình thấy rằng là nó sẽ làm rất nhiều đối thủ trong tầm giá như thế này phải e dè và lo sợ. Khi mà chúng ta kết hợp tai nghe với phần hộp sạc thì chúng ta sẽ có tổng thời gian sử dụng lên tới là 32 giờ, một con số rất là kinh khủng phải không nào. Ngoài ra thì chiếc tai nghe này còn có khả năng sạc nhanh, đấy là với 15 phút sạc thôi thì chúng ta sẽ có thể sử dụng lên tới là 1,5 giờ. Từ trên phần hộp sạc này thì chúng ta cũng được trang bị khả năng đấy là sạc không dây. Tiếp theo là hai tính năng nổi bật nhất là tính năng chống nguồn chủ động và tính năng ambient sound. Về hai tính năng này thì gần như là mình sẽ không cần phải nói quá nhiều. Gần như là trong thời gian vừa qua thì các bạn đã tiếp xúc với rất nhiều mẫu tai nghe trục lắc được trang bị hai tính năng này rồi. Cụ thể hơn là với tính năng chống nguồn chủ động thì khi các bạn đeo tai nghe này ở trong những môi trường ồn ào thì nó sẽ cắt được những tần số cao, những tần số thấp, nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm âm thanh nó yên tĩnh hơn. Ngoài ra thì về tính năng là ambient sound thì nó sẽ giúp các bạn có thể nghe được âm thanh của môi trường xung quanh mà không cần phải là cởi tai nghe ra ngoài. Và tất nhiên là chưa hết thì đối với chiếc tai nghe này thì hãng cũng đã trang bị chúng ta một cái phần app đi kèm, cũng chính là cái app điều khiển mà chúng ta đang sử dụng với những chiếc tai nghe ví dụ như là Fuse CC hay là Fuse CC 2 chẳng hạn. Thì với app điều khiển này thì như mình nói ở video trước rồi, nó sẽ có một cái giao diện rất là bắt mắt, chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh tùy biến được rất nhiều thứ. Chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ, ví dụ như là chế độ xem phim này, chế độ nghe nhạc hay là chế độ chơi game. Chúng ta sẽ có một cái độ chế âm thanh nó thấp nhất có thể. Và vừa rồi là một video mở hộp cũng như là trên tay nhanh về chiếc tai nghe Fuse T1 Pro. Còn không biết là về phía bạn thì các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này? Và nếu như bạn đang quan tâm về chiếc tai nghe này thì đừng quên là truy cập ngay vào đường link mô tả mà mình đã để sẵn ở ngay phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Và tất nhiên là trong thời gian tới thì mình sẽ có một cái video đánh giá chi tiết này, cũng như là một cái video so sánh chiếc tai nghe này với một vài cái tai nghe khác mà bạn sẽ gợi ý cho mình ở trong phần comment của video này nhé. Gợi ý rằng là cái tai nghe này thì mình nên so sánh với cái chiếc tai nghe nào. Và tất nhiên là để không bỏ lỡ những video đấy thì đừng quên là nhấn like video, nhấn subscribe kênh và đừng quên là nhấn nút chuông thông báo nhỏ nhỏ bên cạnh để đón chờ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.